Cô mến chào tất cả các em. Trong chương trình kết nối giờ thứ 6 ngày hôm nay, cô hân hạnh được giới thiệu đến các em một số chuyên đề nằm trong phần hóa hữu cơ lớp 12. Cô mong rằng qua chương trình này, các em sẽ được ôn tập và củng cố kiến thức thật chắc để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2020 sắp đến. Bài học ngày hôm nay sẽ là bài Ester Lipid. Có thể nói đây là một nội dung cực kỳ quan trọng và chiếm tỷ lệ số lượng câu hỏi khá nhiều trong cấu trúc đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Phần đầu tiên là phần tóm tắt lý thuyết. Khi nói về ester lipid thì có 5 nội dung chúng ta cần phải ghi nhớ. Đầu tiên đó là khái niệm, công thức và danh pháp. Phần thứ hai là tính chất vật lý của ester. Phần thứ ba là điều chế ester. Và sang phần thứ 4 là phần quan trọng nhất của bài học, đó là phần tính chất hóa học của ester. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đề cập đến phần nội dung liên quan đến lipid và chất béo. Về khái niệm thì ester được khái niệm như sau. Khi thay nhóm OH trong nhóm carboxin của axit carboxylic bằng nhóm OR phẩy thì ta sẽ được sản phẩm gọi là ester có công thức RCOOR phẩy. Như vậy một ester tổng quát sẽ có công thức như thế này. Tuy nhiên để giải quyết một số bài toán thì các em cần phải biết cách đạt được công thức của một số trường hợp ester hay gặp. Sau đây chúng ta sẽ đi vào thiết lập công thức của 3 trường hợp ester hay gặp. Thứ nhất là ester đơn chức no và mạch hở. Ester này sẽ có công thức tổng quát dạng CnH2NO2. Tuy nhiên nếu bài toán có liên quan đến phần tính chất hóa học của nhóm chất ester thì ta có thể đặt công thức của ester ở dạng CnH2N+1COOCMH2M+1. Nếu đề bài cho rằng giả thiết ester là đơn chức mà không no thì khi đó công thức của ester sẽ có sự thay đổi. Ester no thì là CnH2NO2, còn bây giờ không no thì có K liên kết bi trong mạch thì sẽ bị mất đi 2K hydro. Vậy khi đó công thức của ester đơn chức không no sẽ có dạng CnH2N-2KO2, hoặc chúng ta có thể đặt đơn giản là RCOOR phẩy. Trường hợp thứ ba đó là ester đa chức, là cái loại ester khó nhất. Thì trong chương trình thường ta sẽ gặp hai trường hợp sau. Thứ nhất là ester đa chức tạo bởi axit đa và ancol đơn. Gốc R của axit ứng với axit đa chức nên nó sẽ gắn nhiều nhóm axit, nên khi tạo ester nó cũng sẽ gắn nhiều nhóm ester. Vậy công thức của ester đa chức tạo bởi axit đa và ancol đơn sẽ có dạng tổng quát là R mở ngoặc COOR phẩy tất cả N lần. Trường hợp thứ hai đó là ester đa chức tạo bởi ancol đa và axit đơn. Ancol đa chức tức là cái phần gốc R phẩy của ancol này nó sẽ gắn nhiều nhóm OH và do đó khi tạo ester gốc R phẩy sẽ gắn nhiều nhóm ester. Vậy công thức tổng quát của ester đa chức tạo bởi ancol đa và axit đơn sẽ có dạng RCOO tất cả N lần và R phẩy. Kết thúc phần công thức, ta chuyển qua phần danh pháp của ester. Để gọi tên ester thì đầu tiên ta sẽ gọi tên gốc hydrocarbon R phẩy trước và sau đó sẽ là tên của phần gốc axit có đuôi ad, và các em chú ý đó là tên của axit thì ta phải dùng tên thông thường của axit. Về phần tính chất vật lý thì có 3 điểm sau đây cần nhớ, đó là các ester hầu như không tan trong nước, tức là có nhiệt độ sôi thấp, và thứ hai nữa là các ester rất là dễ bay hơi. Các ester không tan trong nước tức là có độ tan trong nước thấp và dễ bay hơi tức là có nhiệt độ sôi cũng thấp luôn.
Thì khi mà so sánh giữa este với các hợp chất có cùng số carbon như là axit carboxylic và ancol thì ta thấy là nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của este đều thấp hơn hai hợp chất trên. Để giải thích điều này thì người ta cho rằng là do este giữa các phân tử este không tạo được liên kết hydro liên phân tử nên nhiệt độ sôi của este sẽ thấp, và este cũng khó tạo được liên kết hydro với phân tử nước cho nên độ tan trong nước cũng thấp luôn. Và cuối cùng, một cái đặc điểm về tính chất vật lý khá là lý thú ở este đó là các este thì có mùi thơm đặc trưng. Có rất là nhiều loại este có mùi thơm, ta không thể nhớ hết, nhưng mà quen thuộc thì ta hay gặp các trường hợp sau đây. Thứ nhất là benzin acetate, là este có mùi thơm của hoa nhài. Thứ hai là este isoamin acetate, là có mùi thơm của chuối. Sang phần điều chế thì ta có 3 phương pháp để điều chế ra este. Cách thứ nhất là đi từ axit carboxylic và ancol thực hiện phản ứng este hóa. Cách thứ hai là đi từ anhydric acid và phenol, và cách thứ ba là đi từ axit carboxylic và acetylene. Sau đây ta lần lượt quan sát phương trình của từng phương pháp điều chế này. Thứ nhất là từ axit carboxylic và ancol RCOOH cộng R'OH. Thì các em nhớ giùm cô, đó là phản ứng este hóa giữa axit và ancol là phản ứng thuận nghịch, cần có xúc tác là axit sulfuric đậm đặc và đun nóng. Thì khi phản ứng xảy ra giống như là cái khái niệm este cô đã nói ở đầu bài, đó là nhóm OH trong nhóm COOH của axit carboxylic sẽ bị thay thế bằng nhóm OR phẩy của phân tử ancol để tạo ra este có công thức RCOOR phẩy. Và các em cũng lưu ý giùm cô chỗ này, đó là như vậy thì OH của axit tách ra sẽ kết hợp với hydro của ancol để tạo ra sản phẩm phụ là nước. Nước trong phản ứng este hóa sẽ được tạo thành bởi OH của axit và hydro của ancol các em nhé. Phương pháp thứ hai là đi từ anhydric acid và phenol, thì phương pháp này sẽ được sử dụng để điều chế những este có gốc rượu đặc biệt OH gắn trực tiếp vào vòng benzen là phenol, thì ta phải sử dụng anhydric acid tác dụng với các hợp chất phenol. Cụ thể thì ta rất là hay gặp cái este CH3COOC6H5, tức là este phenin acetate. Để điều chế ra este phenin acetate, ta cho anhydric acetic là CH3CO2 lần O tác dụng với phenol C6H5OH thì sẽ ra được sản phẩm là CH3COOC6H5 và giải phóng một phân tử axit acetic phía sau. Cách thứ ba đó là đi từ axit carboxylic và acetylene. Thì phương pháp này được sử dụng để điều chế những este có phần gốc hydrocarbon R phẩy không no, và thường thì ta sẽ gặp phương trình điều chế ra este vinyl acetate CH3COO CH nối đôi CH2. Như vậy để điều chế ra vinyl acetate thì ta xuất phát từ axit tương ứng là axit acetic cho tác dụng với acetylene, cộng vào nối 3 của acetylene đứt một liên kết bi trở thành nối đôi. Về phần tính chất hóa học thì este có tổng cộng là 3 loại phản ứng. Thứ nhất là phản ứng liên quan đến nhóm chất este, đó là phản ứng thủy phân. Thì trong phản ứng thủy phân ta lại chia ra là thủy phân trong môi trường kiềm và thủy phân trong môi trường axit. Tuy nhiên có một số este rất đặc biệt, khi thủy phân thì nó sẽ ra sản phẩm khác biệt hẳn so với những trường hợp thông thường, cho nên ở đây cô cũng cho nó vào trường hợp thứ ba, đó là một số este đặc biệt. Phản ứng thứ hai đó là phản ứng liên quan đến gốc hydrocarbon, gồm có 3 loại phản ứng sau đây. Thứ nhất là phản ứng tráng bạc, thứ hai là phản ứng với dung dịch nước brom, và thứ ba là phản ứng trùng hợp. Và cuối cùng, liên quan đến cả phân tử este thì ta sẽ có phản ứng oxy hóa hoàn toàn este, hay nói cách khác đó là phản ứng chỗ này sẽ là phản ứng đốt cháy este. Bây giờ ta đi vào phản ứng thứ nhất, phản ứng thủy phân. Các em quan sát và lưu ý giùm cô, đó là thủy phân trong môi trường kiềm thì là phản ứng một chiều, còn thủy phân trong môi trường axit thì là phản ứng thuận nghịch hai chiều các em nhé.
Sản phẩm của phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm sẽ là muối và ancol, còn sản phẩm của phản ứng thủy phân este trong môi trường axit sẽ là axit và ancol. Tuy nhiên, có một số trường hợp este đặc biệt khi ta thủy phân lại không thu được ancol. Để giải thích điều này thì sẽ là có hai khả năng. Thứ nhất, đó là ancol sinh ra do có OH gắn vào carbon không no nên nó sẽ không tồn tại và nó sẽ chuyển thành những cái sản phẩm khác là aldehyde hoặc là ceton. Và trường hợp thứ hai, đó là ancol sinh ra có OH gắn trực tiếp vào vòng benzen, tức là OH phenol nên có tính axit yếu nên sẽ tác dụng tiếp với NaOH để sinh ra muối phenolate và nước chứ không thu được ancol. Sau đây chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn về ba cái phản ứng trên bảng. Phản ứng đầu tiên, RCOOCH nối đôi CH2 tác dụng với NaOH thủy phân trong môi trường kiềm thì sẽ sinh ra muối là RCOONa và sinh ra sản phẩm là có OH gắn vào carbon nối đôi bậc 1 đầu mạch cho nên là không bền, sẽ lập tức chuyển thành aldehyde và cái phần ancol chỗ này của ta là có 2C cho nên sẽ ra sản phẩm là aldehyde 2C CH3CHO. Phản ứng thứ hai, ở phản ứng thứ hai thì oxy trong nhóm este gắn trực tiếp vào carbon nối đôi nhưng carbon này là carbon bậc 2 nằm giữa mạch cho nên sản phẩm sinh ra sẽ là một ceton. Ceton ở đây có 3C thì chính là aceton CH3 2 lần CO. Và phản ứng thứ ba, oxy este gắn trực tiếp vào vòng benzen nên sản phẩm sinh ra sẽ là C6H5OH thì khi đó phenol sinh ra sẽ tiếp tục tác dụng với NaOH thứ hai để sinh ra muối C6H5ONa và nước, tức là ta có sản phẩm là hai muối và nước chứ không có ancol. Loại phản ứng thứ hai của este đó là phản ứng ở gốc hydrocarbon thì thứ nhất đó là phản ứng tráng bạc. Este muốn tham gia phản ứng tráng bạc thì yêu cầu là phải có nhóm chất CHO trong phân tử. Thì chỉ có một este đặc biệt, đó là este format còn chứa nhóm CH nối đôi O ở phía bên trái của nhóm este bên này. Thì như vậy este format sẽ có thể tham gia phản ứng tráng bạc và sinh ra bạc kim loại. Thì ở đây các em không cần phải viết phương trình phản ứng mà chúng ta chỉ cần nhớ cái tỷ lệ là một este format khi tráng bạc thì sẽ sinh ra được hai bạc. Phản ứng thứ hai là phản ứng với dung dịch nước brom. Dung dịch nước brom thì sẽ có thể gây ra hai loại phản ứng. Phản ứng thứ nhất là phản ứng oxy hóa nhóm aldehyde để biến nhóm aldehyde thành nhóm axit và do vậy nước brom cũng sẽ bị mất màu. Và loại phản ứng thứ hai là phản ứng cộng hợp vào liên kết bi của mạch CC. Thì như vậy ta rút ra kết luận là nếu este format hoặc là este không no có nối đôi nằm ở phần axit hoặc ở phần gốc R phẩy của ancol đều có khả năng mất màu nước brom. Loại phản ứng thứ ba của gốc hydrocarbon đó là phản ứng trùng hợp. Nếu trong phân tử este có chứa liên kết đôi CC thì este có thể tham gia phản ứng trùng hợp và trong chương trình ta sẽ phải ghi nhớ hai phản ứng trùng hợp của hai este sau đây. Este đầu tiên CH3COOCH nối đôi CH2 có tên gọi là vinyl acetate và khi trùng hợp vinyl acetate ta sẽ thu được sản phẩm là polyvinyl acetate là một chất nhựa dẻo. Este thứ hai tham gia phản ứng trùng hợp hay gặp đó là CH2 nối đôi C bẻ nhánh CH3 và COOCH3. Este này có tên gọi là metin metacrylate do có chứa liên kết BCC nên este này có thể trùng hợp và sản phẩm thu được chính là thủy tinh hữu cơ polymetin metacrylate. Các em ghi nhớ. Về phản ứng oxy hóa thì este có phản ứng đốt cháy. Ở đây ta có phương trình cháy tổng quát của este đơn chức no mạch hở CnH2NO2. Khi cháy sẽ sinh ra được NCO2 và N nước. Thì từ cái nhận xét này ta quy ngược trở lại. Đó là nếu mà đốt cháy một este mà đề bài cho số mol CO2 sinh ra bằng số mol nước thì ta có thể kết luận ngược lại. Đó là este ban đầu đem đốt có đặc điểm là este đơn chức no mạch hở. Về phần kiến thức cuối cùng thì đó là phần kiến thức về lipid. Thì lipid, khái niệm của lipid được
Nêu như sau, lipid là những chất hữu cơ có trong tế bào sống, có đặc điểm là không tan trong nước nhưng mà sẽ dễ tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipid bao gồm 4 loại, đó là sáp, steroid, phospholipid và chất béo. Như vậy các em lưu ý chỗ này để đừng có bị nhầm lẫn, đó là chất béo không phải lipid. Lipid không phải là chất béo, mà chất béo chỉ là một trường hợp của lipid mà thôi. Về chất béo, trong chương trình thì chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về chất béo. Thì có các nội dung sau đây cần nhấn mạnh. Thứ nhất là khái niệm về chất béo. Thứ hai là các axit béo thường gặp. Thứ ba là công thức của chất béo. Thứ tư là danh pháp. Và cuối cùng là phân loại chất béo. Về khái niệm thì chất béo được định nghĩa rất đơn giản. Chất béo là trieste. Trieste tức là một este, ba chất nó cũng là este. Tuy nhiên các em lưu ý rằng cái phần ancol của chất béo thì nó được cố định, nó chính là glycerol. Còn phần axit thì nhấn mạnh là phải là axit béo. Chất béo là trieste của glycerol và axit béo. Như vậy axit như thế nào thì mới được gọi là axit béo? Thì axit béo là những axit thường là axit monocarboxylic, tức là đơn chất, có mạch carbon dài và thẳng, số carbon nhiều và chẵn, thường từ 12 đến 24 C, mạch carbon không phân nhánh thì là axit béo. Thì trong chương trình thường ta sẽ gặp ba cái axit béo sau đây. Thứ nhất là nếu mà là no thì ta gặp hai trường hợp, axit C15H31COOH có tên gọi là axit palmitic, và trường hợp thứ hai là axit C17H35COOH có tên gọi là axit stearic. Còn không no thì ta gặp hai trường hợp không no, đều cái gốc đều có 17C giống như axit stearic. Tuy nhiên là có trường hợp đầu tiên là xuất hiện thêm một nối đôi, cho nên chỗ này sẽ bị mất đi 2 hydro, nên còn lại là C17H33COOH có tên gọi là axit oleic. Và tiếp theo cũng C17 nhưng lại xuất hiện thêm một nối đôi nữa, nên lại mất tiếp 2 hydro nữa, nên là C17H31COOH có tên gọi là axit linoleic. Về công thức của chất béo thì chất béo là trieste, có phần ancol là glycerol là C3H5OH 3 lần, cho nên còn axit béo là đơn chất, cho nên công thức tổng quát của chất béo sẽ là RCOO 3 lần C3H5. Để gọi tên chất béo thì có hai cách. Cách thứ nhất thì ta gọi tên các axit béo nhưng thay vần ít bằng vần in, ví dụ như là triolein. Cách thứ hai là tên chất béo sẽ được gọi bằng cách gọi tên axit béo nhưng mà thay ít bằng oin và sau đó cộng thêm glycerol. Ví dụ triosterin, triolein thì có thể gọi bằng là triosteroin glycerol hoặc là triolein glycerol. Tuy nhiên trong hai cách gọi tên này thì thường là cái cách gọi đầu được sử dụng phổ biến hơn. Về phân loại thì chất béo được chia làm hai loại dựa vào trạng thái, đó là béo rắn hoặc là béo lỏng. Béo rắn chính là mỡ của động vật, còn béo lỏng chính là dầu của thực vật. Thì về đặc điểm, béo rắn sẽ chứa những gốc axit béo no như là tripalmitin hoặc là tristearin, còn béo lỏng thì sẽ chứa gốc axit béo không no trong thành phần, ví dụ như là triolein là một chất béo ở dạng lỏng. Kết thúc phần tóm tắt lý thuyết, sau đây cô sẽ chuyển qua phần phân dạng câu hỏi, các dạng câu hỏi thường gặp trong bài toán este lipid. Dạng thứ nhất đó là dạng câu hỏi liên quan đến danh pháp của este. Ta có câu số 1. Isoamine acetate là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây? Ta có 4 lựa chọn A, B, C, D. Phân tích 4 đáp án này thì ta thấy cả 4 đáp án này đều có phần gốc axit là CH3COO, tức là đều có gốc axit là gốc acetat, chỉ khác nhau ở phần gốc R phẩy của ancol. Thì isoamine là cái gốc hydrocarbon có đặc điểm như thế nào? Không biết các em có còn nhớ hay không. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt đi vào gọi tên cả 4 cái lựa chọn ABCD để tìm ra đáp án chính xác cho mình nhé.
Ở trường hợp A thì góc R phẩy của chúng ta là góc CH2 nối đôi CH. Góc này khá là quen thuộc với tất cả các em. Em nào cũng sẽ biết đây là góc vinin. Vậy đáp án A sẽ có tên gọi là vinin acetat. Ở đáp án B thì góc R phẩy của chúng ta là một góc có 3 carbon CH2 nối đôi CH và nối đơn CH2. Góc này thì có thể có một số bạn sẽ quên, thì cô nhắc cho các bạn nhớ góc này có tên gọi là anilin. Vậy đáp án B của chúng ta, chất này sẽ có tên gọi là anilin acetat. Ở đáp án C thì góc R phẩy của chúng ta là góc C6H5 CH2. Góc này có tên gọi là gì? Phenin hay là benzin? Rất là nhiều các bạn hay lầm lẫn là benzen là C6H6, cho nên các bạn lầm là C6H5 là benzin, nhưng mà không phải. Các bạn nhớ lại giùm cô, C6H5 thì gọi là góc phenin, còn benzin thì sẽ là góc C6H5 thêm CH2 nữa. Như vậy đáp án C sẽ có tên gọi là benzin acetat. Như vậy lựa chọn của chúng ta sẽ là đáp án D. Cô cần nhấn mạnh lại thêm với các em về cái gốc isoamin này. Isoamin là một gốc có tổng cộng là 5C, gốc no tổng cộng 5C, và mạch là mạch iso, tức là có CH3 gắn ở carbon số 2. Liên quan đến este isoamin acetat, ở phần lý thuyết cô có giới thiệu đến các em đó là este này có mùi thơm đặc biệt, mùi của chuối. Câu số 2. Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3OOC, CH2CH3. Hỏi tên gọi của X là A nhỏ ethyl acetat, B nhỏ methyl propionate, C nhỏ methyl acetat và D là propyl acetat. Trong câu hỏi này thì các em cần lưu ý giùm cô cái công thức của este. Công thức của este trong câu hỏi này thì người ta đã cố tình người ta viết ngược lại. Các bạn thấy là các em thấy là CH3 ở đây thì sẽ nối trực tiếp với oxy của nhóm este, cho nên CH3 không phải là gốc R của axit, mà CH3 chính là gốc R phẩy của ancol. Còn gốc C2H5 thì nối trực tiếp với carbon của este, thì đây chính là gốc R của axit. Như vậy công thức este này đã bị viết ngược lại thành R'OOCR. Để gọi tên este thì chúng ta sẽ gọi tên gốc R phẩy trước và sau đó thêm tên thông thường của gốc axit có đuôi ác. Như vậy CH3 là R phẩy thì sẽ có tên gọi là methyl. Gốc axit ở đây có tổng cộng, đây là cái axit có tổng cộng là 3C, cho nên gốc axit này sẽ có tên gọi là propionate. Vậy ta sẽ lựa chọn đáp án B. Este này có tên gọi là methyl propionate. Ta chuyển qua dạng thứ hai, đó là dạng những câu hỏi có liên quan đến phản ứng của este. Câu số 1. Một este có công thức phân tử là C4H6O2 khi thủy phân trong môi trường kiềm thu được acetaldehyd. Hỏi công thức cấu tạo thu gọn của este đó là lựa chọn nào trong bốn lựa chọn A, B, C, D dưới đây. Chúng ta cùng phân tích câu hỏi này. Đầu tiên nhìn vào công thức của este C4H6O2 thì ta nhận thấy đây là một este không no, có chứa một liên kết đôi CC trong phân tử. Khi thủy phân trong môi trường kiềm thì bình thường este sẽ ra sản phẩm là muối và ancol. Tuy nhiên đề bài lại yêu cầu không thu được ancol mà thu được acetaldehyd, tức là thu được một aldehyd. Vậy ta suy ngược lại, trong cấu tạo của este ban đầu, oxy của este phải nối trực tiếp vào carbon nối đôi. Ở đây ta có hai đáp án có oxy nối trực tiếp với carbon nối đôi là đáp án C hoặc là đáp án D. Đề bài yêu cầu là thu được sản phẩm là acetaldehyd, tức là CH3CHO là aldehyd có 2 carbon, cho nên ta sẽ lựa chọn đáp án D. Gốc R phẩy của chúng ta là gốc vinin. Tuy nhiên, để nhắc lại kiến thức cho các em kỹ hơn thì sau đây cô sẽ viết các phương trình phản ứng xảy ra trong cả bốn lựa chọn cho các em quan sát. Trường hợp A, este này có tên gọi là methyl acrylate. Khi thủy phân trong môi trường kiềm sẽ thu được sản phẩm là muối CH2 nối đôi CH, COO na
natri acrylat và ancol thu được sẽ là CH3OH. Đáp án B thì khi thủy phân trong môi trường kiềm sẽ thu được muối là HCOONa, muối natri phosphat. Và sản phẩm thứ hai do OH của este nối trực tiếp vào carbon nối đôi, mà carbon này lại là bậc 2 ở giữa mạch, cho nên ta sẽ thu được sản phẩm là một ceton. Ceton này có tổng cộng là 3 carbon, tức là aceton CH3 2 lần C nối đôi O. Ở đáp án số C thì ta sẽ thu được muối là HCOONa và sản phẩm thứ hai do OH gắn trực tiếp vào carbon nối đôi bậc 1, cho nên sẽ là một aldehyde, và aldehyde ở này có tất cả là 3C, đó chính là CH3CH2CH nối đôi O, propionaldehyde hoặc là aldehyde propionic cũng là nó. Ở đáp án D, ta sẽ thu được muối natri acetat và một cái aldehyde 2C, tức là acetaldehyde. Ta chuyển sang câu hỏi thứ hai. Trường hợp nào dưới đây tạo ra sản phẩm là ancol và muối của axit carboxylic? Chúng ta có 4 lựa chọn A, B, C, D. Chúng ta cùng phân tích câu hỏi này các em nhé. Ta biết là este khi thủy phân trong môi trường kiềm sẽ thu được sản phẩm là muối và ancol. Tuy nhiên, đối với đáp án A thì oxy của este nối trực tiếp với carbon nối đôi bậc 1 đầu mạch, cho nên sản phẩm này sẽ cho nên ancol sinh ra sẽ không bền và sẽ chuyển thành aldehyde. Vậy ở đáp án A, ta sẽ thu được sản phẩm là một aldehyde. Ở đáp án B, oxy của este nối trực tiếp với carbon CH2 là carbon no. Tuy rằng cái gốc R phẩy trong đáp án B này nó có nối đôi, nhưng mà oxy este nối trực tiếp với CH2 vẫn là carbon no, nên trường hợp này ta sẽ thu được một ancol bình thường. Do đó ta sẽ lựa chọn đáp án B. Ta cùng quan sát phản ứng xảy ra đối với 4 lựa chọn của chúng ta. Đáp án A thì sẽ thu được muối HCOONa và một aldehyde 3C là propionaldehyde. Ở đáp án B sẽ thu được muối CH3COONa và ancol 3C không no, CH2 nối đôi CH, CH2 gắn trực tiếp với OH. Ancol này cũng khá là quen thuộc với chúng ta, có tên gọi là ancol anilic. Ở đáp án C, ta sẽ thu được muối natri acetat và một cái aldehyde 2C, tức là acetaldehyde. Và đáp án cuối cùng, đáp án D, ta sẽ thu được muối đầu tiên là muối CH3COONa, và do oxy của este gắn trực tiếp vào vòng benzen, cho nên ancol sinh ra chính là phenol, sẽ tác dụng tiếp với NaOH thứ hai, nên sản phẩm của chúng ta sẽ là muối natri acetat, muối natri phenolat và nước. Ta chuyển sang câu hỏi thứ ba. Ta chuyển sang dạng thứ ba. Dạng câu hỏi thứ ba đó là dạng câu hỏi chọn phương án đúng sai. Thì đối với dạng câu hỏi này, các em cần lưu ý là phải đọc thật là kỹ cái câu hỏi để biết đề bài người ta hỏi bảo mình là chọn câu đúng hay là câu sai, để tránh bị nhầm lẫn. Ta đi vào câu hỏi đầu tiên, câu số 1. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu A, phản ứng giữa axit acetic với ancol benzylic ở điều kiện thích hợp tạo thành benzin acetat có mùi thơm của chuối chín. Chúng ta cùng phân tích xem đáp án A này là đúng hay là sai. Thì ta biết là axit acetic tác dụng với ancol benzylic este hóa thì sẽ thu được este benzin acetat là đúng rồi. Tuy nhiên, este benzin acetat này không phải có mùi thơm của chuối chín. Mùi thơm chuối chín là este isoamin acetat, còn nếu benzin acetat thì sẽ là có mùi thơm của hoa nhài. Vậy A là một câu trả lời chưa chính xác. Đáp án B, tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm. Thì như đã nói ở phần tính chất vật lý, do giữa các giữa phân tử este và phân tử nước tạo liên kết hydro rất là kém, cho nên là este hầu như là không tan trong nước, cho nên đáp án B cũng là đáp án không chính xác. Đáp án C, phản ứng este hóa là phản ứng một chiều, thì câu này là quá dễ thấy là một câu
trả lời chưa chính xác. Như vậy, chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đúng, phát biểu đúng sẽ là đáp án D. Chúng ta cùng đọc đáp án D. Trong phản ứng ester hóa giữa CH3COOH với CH3OH, H2O được tạo nên từ OH của OH trong nhóm COOH của axit và H trong nhóm OH của ancol. Thì như đã nói trong cái phần phản ứng ester hóa, ester được tạo ra do ta thay thế nhóm OH trong phân tử axit bằng nhóm OR phẩy để tạo ra ester. Như vậy OH của axit tách ra sẽ kết với H của ancol để tạo ra sản phẩm phụ là nước, nên nước được tạo ra từ OH axit và H của ancol, là một câu trả lời chính xác. Vậy ta chọn đáp án D. Ta chuyển sang câu số 2, chọn mệnh đề không đúng. Câu A, CH3CH2COO, CH nối đôi CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2 nối đôi CH COO CH3. Chúng ta cùng dừng lại phân tích cái lựa chọn A này. Các em đã được học khái niệm về đồng đẳng ở phần lớp 11. Đồng đẳng là những chất hữu cơ có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2, nhưng mà phải thỏa cái điều kiện là cấu tạo tương tự dẫn đến tính chất tương tự thì mới được gọi là đồng đẳng. Quan sát hai chất trong đáp án A thì ta thấy chất đầu tiên có công thức là C5H8O2 và chất thứ hai có công thức là C4H6O2. Như vậy là chất đầu hơn chất thứ hai một nhóm CH2. Về mặt cấu tạo thì cả hai chất đều là những ester không no. Tuy nhiên nó khác ở chỗ là chất đầu thì cái nối đôi CC nằm bên phần gốc R phẩy, còn chất thứ hai thì cái nối đôi CC nằm bên phần gốc R của axit. Thì khi mà cái vị trí nối đôi khác nhau như vậy thì dẫn đến là tính chất của ester, các em nghĩ là nó có còn giống nhau hay không, hay nó sẽ khác? Ta biết là nếu mà nối đôi nằm ở bên phần gốc ancol R phẩy thì khi thủy phân thì có thể nó sẽ ra những cái sản phẩm đặc biệt, chứ không như những cái ester thông thường có gốc R phẩy no. Cho nên tính chất của hai chất này sẽ có nhiều điểm khác biệt, nên hai chất này không thể gọi là đồng đẳng. Như vậy đáp án A là một câu phát biểu không đúng, và ta sẽ lựa chọn đáp án A trong câu hỏi này. Tuy nhiên cô vẫn muốn các em cùng phân tích các câu tiếp theo trong câu hỏi này. Đáp án B thì CH3CH2COO CH nối đôi CH2 tác dụng được với dung dịch brom. Đáp án này thì quá dễ để thấy rằng đây là một đáp án, một phát biểu chính xác. Ester này có nối đôi trong phân tử nên sẽ làm mất màu dung dịch brom. Ở đáp án C thì ester CH3CH2COO CH nối đôi CH2 có thể trùng hợp tạo polymer, cũng rất dễ thấy đây là một đáp án, một câu phát biểu đúng, bởi vì có chứa liên kết đôi CC nên ester này hoàn toàn có thể tham gia phản ứng trùng hợp. Ở đáp án D, ester CH3CH2COO CH nối đôi CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được aldehyde và muối, thì đây cũng là một câu phát biểu chính xác, bởi vì trong ester này có oxy ester gắn trực tiếp vào carbon nối đôi bậc 1 đầu mạch nên sản phẩm sẽ là aldehyde. Vậy ở câu hỏi này ta sẽ chọn đáp án không đúng là câu lựa chọn không đúng là đáp án A. Ta sang câu số 3. Cho các phát biểu sau. A nhỏ, chất béo được gọi chung là triglyceride hay triacylglycerol. B nhỏ, phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. C nhỏ, chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước, nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. D nhỏ, tristearin, triolein, có công thức lần lượt là C17H35COO 3 lần C3H5 và C17H33COO 3 lần C3H5. Hỏi số phát biểu đúng là... đối với cái dạng câu hỏi mà tìm xem có bao nhiêu phát biểu đúng hay sai thì một lời khuyên dành cho các bạn là khi mà các bạn đọc câu hỏi, các bạn đọc lướt qua, đọc coi người ta hỏi là số phát biểu đúng hay là số phát biểu sai là bao nhiêu, thì sau đó mình hãy đọc lại những cái lựa chọn ở trên này để mà mình tính, thì nó sẽ đỡ mất thời gian cho các bạn hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích.
từng lựa chọn. A nhỏ, chất béo được gọi chung là triglyceride hay triacylglycerol là một phát biểu đúng. Chất béo là trieste của glycerol và axit béo, còn được gọi là triglyceride hay là triacylglycerol. B nhỏ, phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, đây là một phát biểu chính xác. C nhỏ, chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Đây cũng là một phát biểu chính xác, rất là dễ thấy. D nhỏ, tristearin, triolein có công thức lần lượt là. Thì ta biết là acid stearic có công thức là C17H35COH. Như vậy tristearin sẽ là C17H35COO3 lần C3H5. Acid oleic thua acid stearic 2 hydro do có một liên kết đôi CC nên công thức của triolein sẽ là C17H33COO3 lần C3H5. Đây cũng là một công thức đúng. Như vậy D là một phát biểu chính xác. Về tổng số phát biểu đúng trong câu hỏi này đó là 4. Vậy ta chọn đáp án A. Kết thúc các câu hỏi lý thuyết, chúng ta sang dạng thứ tư, đó là bài toán thủy phân este. Phương trình tổng quát RCOOR phẩy cộng NaOH sẽ thu được muối RCONa và ancol R phẩy OH với tỷ lệ mol là 1:1. Để giải bài toán thủy phân este trong môi trường kiềm như thế này thì thường gặp là ta sẽ gặp cái câu hỏi là không phải cho một este, nhưng sẽ có những cái bài người ta hỏi là cho hỗn hợp nhiều este. Cho nên cách ghi nhớ đầu tiên đó là nếu là hỗn hợp nhiều este thì chúng ta sẽ dùng cái công thức trung bình R trung bình COO R phẩy trung bình để đặt công thức cho hỗn hợp este. Một cái định luật được sử dụng khá phổ biến trong các bài toán và đối với dạng toán này cũng được sử dụng rất là có hiệu quả, đó là định luật bảo toàn khối lượng M este cộng M NaOH sẽ bằng M muối cộng M ancol. Tuy nhiên thường đề bài sẽ cho cái bài toán là este sẽ hết và kiềm sẽ còn dư, thì khi kiềm còn dư thì chất rắn sẽ có cả muối và kiềm dư, thì khi đó cái định luật bảo toàn khối lượng ta có thể viết lại tổng quát là M este cộng tổng M NaOH sẽ bằng M chất rắn cộng M ancol. Khi mà đề bài cho trường hợp thứ ba, cần nhớ thứ ba đó là khi đề bài cho số mol NaOH phản ứng chia cho số mol của este đơn chất nha mà lại lớn hơn 1. Như vậy là đây là một trường hợp este đơn chất đặc biệt có khả năng tác dụng được nhiều hơn một NaOH. Vậy đó phải là este đơn chất của phenol hoặc là đồng đẳng của phenol. Sau đây chúng ta đi vào một số câu hỏi của dạng 4. Câu số 1. Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99g hỗn hợp 2 este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05g muối của một axit carboxylic và 0,94g hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Hỏi công thức của 2 este đó là công thức nào? Chúng ta có 4 lựa chọn A, B, C, D. Thì phân tích đề bài của bài toán này thì ta thấy là đề bài không nói là este có đơn chất hay không, nhưng mà trong 4 cái lựa chọn, 4 đáp án mà cái câu hỏi đưa ra thì đều là 4 trường hợp este đơn chất hết. Cho nên ta có thể xem như hỗn hợp este này là các este đơn chất. Sản phẩm thu được là muối của một axit và hai ancol đồng đẳng liên tiếp. Như vậy suy ngược lại, hai este ban đầu sẽ có cùng một gốc axit R khác nhau ở gốc ancol R phẩy, nên ta sẽ đi vào đặt công thức trung bình cho hỗn hợp este là RCOOR phẩy trung bình. Về mặt số liệu thì ta thấy đề bài cho 3 con số đều là 3 con số về khối lượng este, tổng khối lượng muối và tổng khối lượng ancol. Như vậy chắc chắn ta sẽ phải dùng định luật bảo toàn khối lượng.
Bảo toàn khối lượng M este cộng M nao H sẽ bằng M muối cộng M ancol. Ta có 3 khối lượng rồi thì ta sẽ tính được khối lượng của M nao H đã phản ứng là 1 gram. Dễ dàng suy được số mol nao H phản ứng là 0,025 mol. Theo tỷ lệ trên phương trình thì tất cả các chất trên phương trình này đều có tỷ lệ mol là 1:1 hết. Như vậy mol muối cũng sẽ bằng mol nao H là 0,025 mol và mol của tổng ancol cũng sẽ là 0,025 mol. Có mol muối, ta có M nhỏ muối là 2,05, dễ dàng tính được M lớn muối là 82. RCOONa mà bằng 82 thì trừ đi cái nhóm COONa là 67 thì R sẽ là 15 và suy ra muối là CH3COONa. Thực sự thì thường các bạn làm quen thì đến 82 là các bạn đã suy ra là muối gì được luôn rồi. Đối với ancol thì tổng mol là 0,025 mà tổng khối lượng của hai ancol là 0,94 thì ta tính được M trung bình của hai ancol là 37,6 gram trên mol. Hai ancol này đề bài lại nói là hai ancol là đồng đẳng liên tiếp thì suy ra hai ancol đó nhỏ hơn 37,6 thì chỉ có thể là ancol metilic CH3OH và ancol liên tiếp của nó sẽ là C2H5OH. Vậy ta có công thức của hai este là CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. Vậy ta sẽ chọn đáp án là câu A. Chúng ta qua câu hỏi thứ hai. Hai este XY có cùng công thức phân tử là C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam 3 muối. Hỏi khối lượng muối của axit carboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là. Phân tích câu hỏi này thì ta thấy hai este XY có cùng công thức phân tử, tức là đây là hai chất đồng phân. Về mặt số liệu thì ta thấy là đề bài cho tổng khối lượng hai este mà có công thức rồi, tức là M lớn có rồi, như vậy ta sẽ tính được tổng số mol của hai este. Cho số mol của NaOH thì ta sẽ đi lập được tỷ lệ mol của NaOH phản ứng chia cho mol este. Và cho tổng mol, tổng khối lượng của ba muối. Như vậy ta sẽ giải quyết như thế nào? Đầu tiên là có M nhỏ este, có M lớn este, ta tính được mol este. Mà lại cho mol NaOH mà este lại chỉ có 2 oxy, tức là este đơn chất, thì ta đi lập tỷ lệ mol NaOH phản ứng chia mol este xem có điều gì đặc biệt hay không. Và ở đây cho tổng khối lượng muối thì chắc chắn ta cũng sẽ dùng định luật bảo toàn khối lượng. Ta đi vào bài giải. C8H8O2 sẽ có M lớn là 136. Như vậy ta sẽ tính được tổng số mol este là 0,05 mol. Mà mol NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol. Như vậy tỷ lệ mol NaOH chia mol este sẽ là 0,06 chia 0,05, tức là 1,2 lớn hơn 1. Este đơn chất mà lại tác dụng với nhiều hơn 1 NaOH thì chỉ có thể là este, trong hai este này có một este sẽ tác dụng với một NaOH và este còn lại thì phải đặc biệt tác dụng với hai NaOH, tức là este có gốc ancol R phẩy thuộc loại phenol OH gắn trực tiếp vào vòng benzen. Suy ra một este tác dụng với một NaOH và một este tác dụng với hai NaOH. Giả sử X là este tác dụng với một NaOH thì ta sẽ ra sản phẩm là muối carboxylat của X và ancol của X. Y là este tác dụng với hai NaOH thì ta biết là nếu este có gốc ancol R phẩy là phenol thì nó sẽ tác dụng với hai NaOH sinh ra hai muối và nước, một muối là muối carboxylat của gốc axit và một muối là muối phenolat của phần ancol và cuối cùng là nước. Gọi số mol của hai este này lần lượt là X nhỏ và Y nhỏ, ta sẽ có hệ phương trình tổng mol este X cộng Y bằng 0,05 và tổng mol NaOH phản ứng X cộng 2Y bằng 0,06. Giải hệ này ta sẽ suy ra được giá trị X bằng 0,04 và Y bằng 0,01 mol.
Vậy là ta đã có mol của hai este. Giả thiết tiếp theo, đề bài sẽ cho tổng khối lượng của ba muối. Như vậy chắc chắn, cho tổng như vậy thì chắc chắn ta sẽ đi dùng định luật bảo toàn khối lượng. Thì ở đây ta thấy là tổng m este có rồi, tổng NaOH 0,06 mol cũng có rồi, tổng muối có rồi, nước này cũng có mol rồi, là Y là 0,01. Như vậy bảo toàn khối lượng ta sẽ tính ra được M nhỏ của M của ancol sinh ra bởi STX. Bảo toàn khối lượng M este cộng M NaOH bằng tổng M muối cộng M ancol của X cộng cho M nước, suy ra được M ancol của X là 4,32 gram. 6,8 gram hỗn hợp este, 0,06 mol NaOH, 4,7 gram muối và 0,01 mol nước. Thì tính ra được thế vào, ta tính được tổng M của ancol sinh ra bởi X là 4,32 gram. Mà số mol của ancol sinh ra bởi X thì bằng số mol của X, tức là X nhỏ là 0,04 mol. Vậy ta tính ra được M lớn của ancol của este X là 108. 108 là một con số khá là lớn. Như vậy nhiều khả năng là ancol này sẽ có chứa vòng benzen trong phân tử. Nó là một ancol thơm và phù hợp với giá trị 108 thì sẽ là ancol C6H5CH2OH. Đây là ancol gì các bạn nha? C6H5CH2 là benzene, vậy đây là ancol benzylic, rất là quen thuộc đúng không? Sau khi có ancol của STX rồi mà công thức phân tử của STX là C8H8O2, vậy ta sẽ suy được công thức cấu tạo của STX là HCOO CH2C6H5. Như vậy khi cái STX này thủy phân thì phần muối carboxylat sinh ra sẽ là muối HCOONa. Mà đề bài cho là trong Z có chứa đến 3 muối. Như vậy suy ra là muối carboxylat của Y sinh ra nó phải khác với HCOONa. Mà khác với HCOONa thì chỉ có thể có một khả năng, còn lại là CH3COONa và Y sẽ là este CH3COOC6H5. Tổng là C8H8O2 mà ancol phải tối thiểu là 6C là phenol rồi, thì bên này không phải là H thì chỉ có thể là CH3. Vậy Y sẽ là este phenin acetat. Đề bài hỏi tính khối lượng của muối của axit carboxylic có phân tử lượng lớn hơn, thì giữa hai muối này thì muối có phân tử lượng lớn hơn là muối natri acetat. Vậy ta tính được M của natri acetat bằng số mol là Y là 0,01 nhưng M lớn là 82 thì ra 0,82 gram. Vậy ta chọn đáp án là câu B. Ta chuyển sang dạng thứ 5 là dạng cuối cùng của chuyên đề ngày hôm nay, đó là bài toán đốt cháy este. Thông thường thì ta sẽ gặp bài toán đốt cháy este đơn chức no mạch hở hoặc là este đơn chức không no. Nếu là este đơn chức no mạch hở thì công thức tổng quát là CnH2NO2 và khi cháy sẽ sinh ra NCO2 và N nước. Hệ số cân bằng của oxy trong phương trình này sẽ là 3N trừ 2 chia 2. Còn este đơn chức mà không no thì công thức tổng quát là CnH2N trừ 2KO2 thì khi cháy sẽ sinh ra NCO2 và N trừ K nước. Còn oxy hệ số cân bằng sẽ là 3N trừ K trừ 2 chia 2. Về phương pháp giải bài toán này thì thứ nhất đó là nếu là bài toán đốt cháy hỗn hợp thì ta cũng sẽ đi đặt công thức trung bình CN trung bình H2N trung bình O2 hoặc là CN trung bình H2N trung bình trừ 2K trung bình O2. Và thường gặp trong bài toán này ta sẽ sử dụng hai định luật. Thứ nhất là định luật bảo toàn khối lượng M este cộng M oxy bằng M sản phẩm là CO2 cộng M nước. Và định luật bảo toàn thứ hai đó là bảo toàn nguyên tố. Thì đa phần hay gặp trong các bài toán, trong các đề thi những năm trước đó là ta sử dụng bảo toàn nguyên tố oxy. Este đơn chức thì có 2 oxy cho nên oxy trong este sẽ là 2 nhân mol este cộng oxy trong khí O2 2 oxy sẽ bằng oxy trong sản phẩm là oxy trong CO2, đây có 2 oxy nên có số 2 cộng cho oxy trong nước là N nước. 2 lần mol este cộng 2 lần mol O2 bằng 2 lần mol CO2 cộng mol nước.
Sau đây chúng ta sẽ đi vào câu hỏi minh họa cho dạng bài tập này các em nhé. Câu số 1. Hỗn hợp X gồm 2 este đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 điều kiện tiêu chuẩn, thu được 6,38 gam CO2 và 2,61 gam nước. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Hỏi công thức phân tử của hai este trong X là đáp án nào? Chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D. Thì phân tích về câu hỏi này thì chúng ta thấy đề bài cho giả thiết là cho VOC, cho khối lượng CO2 và khối lượng nước sinh ra, mà không cho đặc điểm ban đầu, đó là este này có đặc điểm, có đơn chức, có no hay không. Thì trong những cái bài tập như thế này, khi mà chúng ta có thể tính được mol CO2 và mol nước thì lập tức chúng ta sẽ đi tính để chúng ta so sánh xem este có đơn chức no hay không. Và sau đó đề bài tiếp theo, phân tích tiếp theo là chúng ta thấy là đề bài cho hai con số khối lượng thì nhiều khả năng chúng ta sẽ dùng định luật bảo toàn khối lượng. Cho khí oxy, cho VOC tức là tính được mol oxy thì nhiều khả năng cũng sẽ sử dụng định luật bảo toàn nguyên tố oxy. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt áp dụng vào bài giải của chúng ta. Thứ nhất, mol CO2 và mol nước. Dựa vào các con số đề bài cho, ta tính được hai số mol này bằng nhau và bằng 0,145 mol. Như vậy kết luận liền, đây là hai este đơn chức no mạch hở. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, m este cộng m oxy bằng m CO2 cộng m nước, ta sẽ tính được m của hai este đem đốt 6,38 cộng 2,61 là tổng CO2 nước, trừ đi oxy là 0,1775 mol nhân 32 bằng 3,31 gam. Đây là tổng khối lượng este. Tiếp theo, bảo toàn nguyên tố oxy, 2 mol este cộng 2 mol O2 bằng 2 mol CO2 cộng 1 mol nước. Ta sẽ tính được mol của este. Oxy là 0,14, CO2 là 0,145 nhân 2, nước cũng 0,145, trừ đi oxy là 0,1775 nhân 2 và chia cho 2 thì ta sẽ tính được tổng mol este là 0,04. Như vậy thì là ta đã có tổng khối lượng và tổng mol của hai este, ta sẽ dễ dàng tính được m lớn trung bình của hỗn hợp hai este là 82,75. Đề bài cho rằng sau phản ứng thủy phân thì thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Như vậy suy ra là hai este này sẽ có thành phần hơn kém nhau một carbon. 82,75 là m trung bình thì nhỏ hơn, este nhỏ hơn 82,75 mà đơn chức no mạch hở thì sẽ là C3H6O2 m lớn 74 và liên tiếp của nó là C4H8O2 m lớn bằng 88. Như vậy ta có hai este cần tìm là C3H6O2 và C4H8O2. Vậy ta sẽ chọn đáp án là câu D. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong những bài học sau. Thân ái chào tạm biệt các em.